Ok, và chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình và các bạn tiếp tục với cái mod Taito các bạn nhé. Lần này thì mình sẽ chơi cái con nhân vật tên là Boba Fett. Con nhân vật này khi bắt đầu game các bạn sẽ được cộng 20% attack speed, cộng 3 giáp, cộng 15 khả năng chính xác. Và khi bắt đầu game các bạn sẽ bắt đầu với một cái jetpack, tức là một cái tên lửa các bạn ạ. Vũ khí mình lần này mình sử dụng sẽ là khẩu súng E33 Blaster Carbine. Khẩu súng này sẽ là đang tầm xa và Danger sẽ là Danger 5 các bạn nhé. Chúng ta cũng bắt đầu với trận đấu thôi. Trước khi vào video, hãy để lại cho mình một like cũng như một subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Let's go. Nào chơi nào. Uầy, súng bắn sướng nhỉ. Đây cũng là lần đầu tiên mình chơi con nhân vật này các bạn ạ. Nên là mình cũng chưa biết là cái khả năng chơi của nó như thế nào cơ. Thế nên là mình cứ chơi thử thôi. Rồi, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Mấy cái wave đầu tiên thì cứ nhẹ nhàng thôi. 48 đồng à. Tốc chạy, khả năng chính xác. Mình lấy khả năng chính xác đây. Mình sẽ tìm kiếm khẩu này tên là E33 Blaster. Mình sẽ tìm kiếm khẩu này để mình mua nhé các bạn nhé. E33 Blaster. Đây đúng không nhỉ? Nó đúng không nhỉ? Chuẩn luôn nó rồi. Đúng nó rồi. Mua 2 khẩu đây. 3 khẩu rồi. Ui ui ui. Bắn sướng nhỉ. Ui ui ui. Nghe tiếng sound effect của nó cũng sướng các bạn ạ. Được đấy, được đấy. Bắt đầu thấy khoái khẩu súng này rồi đấy. Ui, ui. Nhìn thích đấy, thích đấy. Rồi, 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 rồi. Lên thiên được một level. Harvesting à? Harvesting à? Không, mình sẽ lấy 15 rain. Mua thêm khẩu súng nữa. Lần này mình sẽ mua khẩu súng đấy màu xanh đi. Khẩu súng cấp 2. Đâu rồi? Đây đúng nhỉ, E3 Blaster K32 đúng không? Đúng rồi, chuẩn nó rồi đấy. Độ chính xác 85%. Chơi đi, chơi đi. Ui, ui, ui. Con này, khẩu súng này là lên đang tầm xa à? Thế thì tí nữa là phải lấy đang tầm xa con này rồi. Ui, ui. Ui rồi, ui rồi. Đam hơi bé, đam hơi bé. Đam hơi bé, đam hơi bé. Cẩn thận chứ. Đam bé quá nhở. Ok. Pick up rate à. 3 máu đi. Thêm một khẩu súng nữa đi. Mình sẽ mua đủ súng. Xong bắt đầu tí nữa mình sẽ có gì. Mình sẽ mua đồ item nghĩa các thứ để nâng may mắn đi các thứ cây sau. Phải có cây cối các thứ thì mới chơi được. Nhưng còn không thì chơi chay khó phết đấy. Bắn đi, bắn đi. Bắn nhanh phết nhở. Ui, ui. Sướng dã man các bạn ạ. Nhưng sao con này máu ít thế nhở. Ui. Quái, quái bắt đầu cảm giác mình bắn không lại đấy. Đam mình bé quá. Ui giời, ui giời, ui giời, ui giời, ui giời, ui giời, ui giời. Ui giời, ui giời, ui giời. Rồi ok, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi, xong wave 4 này. Trừ một enemy lấy cũng được. Đam thôi, mình sẽ roll để lấy 2 đam xa đi. Bây giờ là lấy thêm một vũ khí nữa. Thử mua được cái này tím chưa? Mình nghĩ là chưa mua được đâu. Mua được rồi. Mua được khẩu này tím rồi. E33 đây rồi. Nào, tiếp tục wave 5. Úi giời, úi giời, úi giời, úi giời, úi giời, úi giời, úi giời. Úi giời. Úi giời, úi giời, úi giời. Bắn nhanh phết nhỉ. Không biết là bao nhiêu giây phải bắn phát vậy. 0,92 giây bắn phát. Nhanh đấy. Sắp xỉ 1 giây 1 phát. Nhập tiền đi mọi người ơi. Nghe tiếng súng bắn. Nghe tiếng súng bắn sướng vãi. Có cây mà không ra hòm nhỉ. Cơ bản là chưa có may mắn. 6 đốt. Đấy, một đam dài đi. Combine 2 khẩu này vào. Mua thêm một khẩu tím nữa. Đâu rồi, đây đây đây. Một khẩu tím này. Có đủ tiền mua một khẩu xanh không? Mình nghĩ là không đủ đâu.
51 tiền cơ. Quay 6 này. Chơi đi, chơi đi. Chơi đi. Úi xồi ôi. Úi xồi ôi. Úi xồi ôi. À, được một hòm này. Ngon. Một hòm này thì khả năng mình sẽ lấy may mắn thôi. Búp cái may mắn của mình lên cho nó, cho nó ra được nhiều hòm hơn. Ai à, mất một máu ạ. Đau đấy. Con này của mình không có hồi máu nữa gì cơ. Thế nào phát này phải cẩn thận này. Bị dính một phát đạn nữa là thôi là đi luôn đấy. Này một hòm này mình sẽ lấy may mắn cả ơi. May mắn thì mình có lấy con mèo đi. Mình mới mở khóa là con mèo. Đây 8% đam này. Mua thêm một khẩu súng nữa. Nhưng mà lần này mình sẽ mua Legendary. Không biết mua được chưa. Chưa mua được. Thôi quay về mua tím vậy. Mua tím cũng được. Tí nữa nâng sau. Đây rồi E33 Blaster rồi. Nào. À đủ tiền mua thêm cổ xanh đấy. Đủ tiền mua thêm cổ xanh thì mua thêm cổ xanh luôn. Đây. Nhà vô kiếm ăn nào. Úi xồi bắn này. Úi xồi bắn này. Bắn tích phết thừa đâu. Ai à mấy con quái này. Mấy con quái này xuất hiện rồi. Có mấy con quái này xuất hiện rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đông quá, chúng nó đông quá. Ui chúng nó đông, chúng nó đông, chúng nó đông. Đông dễ sợ luôn. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Chạy, 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 chạy. Chạy, 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 chạy. Ôi, may quá không chết. May quá không chết. Bây giờ đam. Có nên lấy thêm đam không? Khả năng là phải lấy thêm đam đấy. Để clear cho nó nhanh. 9 máu này. 15 lắc này, ngon. Súng tím đi. Tím đầu ở đây, 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 đây. Ok, một khẩu nữa được đấy. Ok, V8 này. Quấy, đam to hơn, bắn hơn hẳn này. Xả đi, xả đi. Hòm cứ để đấy, tí nữa mình mất máu mình sẽ ăn. Ui, 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 giờ bắn được có 30 đam, hơi yếu tí. Cứ bình tĩnh thôi. Bắn con này lấy hòm đã. Rồi, hai hòm. Thêm hòm nữa đi. Không có thêm hòm nữa. Ui, cây như thế mà không được thêm hòm nữa. À đây rồi, thêm hòm nữa rồi. Úi, 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 úi. Thêm hòm nữa đi, thêm hòm nữa đi. Ôi, thế mà được thêm hòm nữa nhở. Tiếc quá, tiếc quá. Ồ. Nếu như thế thì mình phải lấy thêm may mắn. Lấy thêm đam nhỉ. Đam xa à. Đam xa thì lấy viên đạn là được nhất. Hai viên. Ồ, nếu thế thì lấy cái. Đâu rồi. Đây tăng đam này nữa đi. Đam kiểu này à. Hay là lấy 30 range 10 tốc độ. Mấy tốc độ mình cũng chưa thể nâng lên được ngay. Nếu như thế thì có khả năng là mình sẽ lấy cái. À quay này là quay 9. Quay tiếp theo sẽ là quay 9. Thì nó sẽ quái nó yếu hơn. Thế thì tận dụng đi. Lấy cây explosion kinh nghiệm thôi. 9 tốc chạy cũng được. Súng à. Mua súng tím đi. Mua súng tím, mua súng tím. E33 Blaster. Đây rồi. Quay 9 này. Quay này thì quái nó ít. À nhầm, quái nó nhẹ nhàng hơn. Thế là có khả năng sẽ một lấy cái cây để cho nó ra nhiều cây hơn. Bắn ra hòm.
Rồi một form này. Ai à, ai à, ai à, ai à. Sao ra được có một form vậy? Ít form thế. 75 may mắn mà ra được một form. Hỏi chấm thật. Có bị gì không đấy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Hai hòm à? Ít quá nhở. Hai hòm. Từ hai hòm thì xem lấy cái gì nào. Có khi để lấy cái tốc bắn ấy, cái tăng tốc bắn ấy, lấy cái áo tràng hoodie ấy, lấy cái áo hoodie ấy. Đâu rồi? Áo hoodie, áo hoodie. Áo hoodie trong này không có ở đây. Làm gì trong này không có áo hoodie được. Hơi vô duyên. Tốc độ bắn. Nên lấy thêm đam không nhỉ? Đam đi. 30 range. 10 lắc. 1 giáp. 10 lắc đi. Mua một súng legendary đi. E33 Blaster. Ok. Bán khẩu này đi. Mua luôn một khẩu đỏ nữa. Chơi luôn. Nào, quay 10 nào. Đam vẫn chưa ổn lắm, đam vẫn hơi ít. Mà sao cây ra được hòm ít thế nhở? Mà rõ là 75 may mắn cơ mà, 85 may mắn cơ mà. Đâu phải là ít đâu. Mà bắn cây toàn ra quả, quả chấm. Giờ không thấy cây đâu này. Cây mọc rất ít nhá. Được một hòm này. Hai hòm này. Hai hòm. Hai hòm này chắc lấy cây thôi. Để cho nó ra nhiều cây một tí. Chứ ít cây này khó bán quá. Đồ à. Bây giờ lấy item thôi, còn đồ thì mình lấy xong rồi. Thử giáp à. Thử giáp và tăng tốc độ bắn. Lấy cái gì đây ta? Hay lấy cái này. Lấy cái này tăng tốc độ bắn này. Rồi, thế thôi, tạm thế đã. Wear 11. Trừ một chút đam nhưng mà bù lại tốc bắn cũng được. Một hòm đã này. Nó phải ra nhiều hòm cho mình cơ thì mình mới có cơ hội mình cân được quay sau, quay sau có boss nữa cơ. Với cái lượng đam này mình không tự tin để cân boss lắm đâu. Đây bắn cây mà không ra hòm nhá các bạn nhá. Mà rõ là 85 may mắn đâu phải ít đâu. Được có 3 hòm thôi. Ờ 4 hòm. 4 hòm thì bây giờ mình có phải lấy theo cái kiểu gì cho nó mạnh nhất này. Đầu tiên chắc là mình sẽ lấy 12 máu. Lấy cái bạch tuộc. Lấy cái bạch tuộc trước. Trong này lại không có bạch tuộc. Rất là cú nhá. Thế thì mình sẽ lấy cái xích đi. Tiện rồi thì lấy xích luôn đi. Tăng đam cho nó nhiều luôn. Xong bắt đầu tốc chạy cái thứ. Tầm này mình đang muốn dồn. Dồn ấy thì dồn đam. Dồn đam thì mình sẽ lấy đam luôn. Còn cái legendary này thì mình sẽ lấy cái qua bạch tuộc.
Có mạch tuộc bây giờ cơ bản mà lên 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 thì mình cũng không được khóa máu. Thử xem cái vũ khí này. À cái xích là bao nhiêu? 179, 179 với cái kia là 200 bao nhiêu nhỉ? Có mạch tuộc là 231. 179, 231 không đủ rồi. 179 mà cộng vào đây là 300. 450. Thử mua xem nào. Con mạch tuộc nhá. Vũ khí tím, vũ khí tia, item tím. À đủ 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 đủ. Được 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 của nó. Bắn được, chơi được. Nào. Làm gì làm đi. Phải di chuyển khéo, phải di chuyển khéo. Ok, cân được con boss này. Tạm thời là bắn được con boss trước đã. Mình cứ tưởng mình không bắn được cơ. Bởi vì sợ đam nó không có ấy. Nhưng mà ai dè bắn được các bạn ạ. Thế thì ngon rồi, bắn được con boss là ngon rồi. Nào bây giờ chúng mày chạy đi. Tí nữa bắt đầu mình tăng đam cho khẩu súng này. Bắn nữa thì thôi. Bá cháy bỏ chết luôn. Nào chúng mày vào đây, chúng mày vào đây. Chúng mày vào đây. Đỡ hộ tao cái. Đỡ hộ tao cái. Đỡ hộ tao cái. Ok. 3 hòm à. 3 hòm 387. Lấy cái nào tăng máu nhiều ta. Tăng máu, tăng giáp, tăng đam. Như thế thì mình sẽ lấy cánh đi. Lấy cánh để tăng tốc độ chạy xong rồi tăng đam luôn. Ok. Bật lửa đâu? Đây rồi. 15% tốc độ bắn. Ok, 300 cái này thì mình sẽ lấy cái xích, cái còng tay. Lấy hai cái luôn. Nào, nhào vô quên 13 này. Chúng mày ra đây, chúng mày ra đây. Nó xả hết. Xả hết, giờ không sợ nữa rồi. Rồi bắn hết luôn. Rồi đỡ, ra đây mà đỡ. Ngon rồi đây. 180 đam. Vẫn cân được, mình nghĩ là vẫn cân được. Với khả năng như này vẫn cân được. Xổi xổi. Ok chưa, ok chưa. Bắn cây lấy hòm đã. Càng nhiều hòm càng tốt. Ok, ok. Material này, material này. Rồi, rồi, rồi. 394 material à. Lấy xích đi. Hoặc là lấy xích cũng được. Lấy hai cái xích đi. 1, 2. Mình lấy cái tốc độ đam này, 20 lắc này. Còn cái này thì chắc là lấy cái xích tiếp. Cứ xích mà dã. Ôi, một vừa tròn hai cái xích luôn. Quê 14 này. Giờ 300 đam rồi. Đam 300 như này là ổn rồi đấy. Bây giờ chỉ cần thêm một tí hồi máu hay là hút máu gì nữa là ngon này. Súng này bắn sấy sướng nhỉ. Đạn này còn đạn đỏ nữa chứ. Ba trăm linh bốn đam. Ok ok ok. Đặt một chút material tí vào cửa hàng còn mua. Rồi giờ làm sao chúng mày đỡ đây. Quái này, quái này, quái này. Chạy này, chúng mình chạy này. Chạy mắt. Rồi, xong. 4 hòm à. 4 hòm này thì khả năng mình sẽ lấy cái xích. Cái xích hoặc là tốc chạy. Xích đi. 1, 2 cái xích này. Lấy thêm một cái cánh nữa. Cánh này, mấy cái này nữa.
hút máu ở đây. 300 tiền à? 300 tiền để lấy cái xích đi. Cho nó phổ biến. À cho nó dễ. Xích này. Ok, quay 15 này. Quay này thì có nhiều quái. Ui xời bắn này. Rồi, 393 đan này là quá ngon rồi. Bình thường đợt trước mình chơi cái bản gốc thì 393 đan này là to lắm rồi. Ui giời. Rồi, đây là mình chưa có crit ấy. Mình một có tỷ lệ chí mạng nữa thì còn ngon nữa. Rồi, bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Đâu sẽ có đó thì chó rồi sẽ có móng tôm. Úi giời. Rồi. Bắn cũng khá nhanh nhỉ. Ok. Thể lắm cây thế mà. Ra được mỗi mấy hòm nhá. 3 hòm nhá. Không hiểu kiểu gì luôn ý. Mà 105 may mắn. Nào. Lấy bây giờ mình nghĩ là mình lấy cái này được này. 1 2 2 cái này. Mới lại một cái này nữa. Ok. 9 máu đi. Cái này thì mình sẽ mua xích. Item này, ray này. Xích đâu? Đây. Rồi. Và wave tiếp theo nhá. Wave 16. Wave sau là có boss rồi đấy. Bây giờ thì khả năng xả đạn của mình nó gọi là siêu nhanh rồi đấy. Xem nào. 0,26 giây một lần bắn là nhanh lắm rồi. Không đến cái mức là xuống đến cái 0,03 giây như cái kỷ lục mà bắn nhanh nhất mà mình từng bắn mấy khẩu cutting gun, mấy khẩu SMG, nhưng mà bắn được như thế này là cũng nhanh lắm rồi. Xả hết. Giờ có cả crit nữa, tỷ lệ chí mạng nữa thì bọn này coi như là xong đời rồi. Không đỡ lại được luôn ấy. Giờ sao bọn này đỡ đây? Bọn này giờ cho tiền không đỡ lại được luôn. Trời ơi, bắn như thế này sướng nhỉ, bắn nhìn sướng dã man. Nhưng mà mình vẫn đang chưa hiểu là sao ra ít hòm thế. Mà 105 may mắn chơi mà đâu phải ít đâu. Cái này thêm một cây cho nó ra lắm hòm nữa này. À cho ra một cái cây nữa này. Còn cái này thì biết lấy cái gì giờ ta. Bây giờ để mà lấy thì lấy một cánh mới lại cái này. Ok. Cái này thì chắc là lấy xích nhỉ. À không, lấy legendary luôn. Lấy bạch tuộc à. Không, lấy Nightwood Gold đi. Rồi Nightwood Gold này. Xong rồi lấy cái này 299 thôi. Lấy máu à? Máu không cần đâu. Mình nghĩ là sang lấy đam đi. Rồi lấy xích. Đây, ngon luôn. Ok, wave 17 này. Này thì boss này, boss này bắn hai phát chết luôn. Đỡ làm sao nổi hả boss ơi. Giờ thì cân mọi con boss luôn. Úi giời ơi. Chơi cái này mình không tăng được lượng quái lên là quái nó hơi ít các bạn nhỉ. Quái này nó hơi ít. Quái này phải nhiều hơn cơ. Chơi nó mới sướng. Giờ thì không đỡ rồi. Giờ này sao mà đỡ lại mình đấy. Khó lắm. Xời ơi. Ok. Đố này giờ đỡ lại mình luôn đấy. 1000 dam. Giờ bán được 1000 dam là khỏe lắm rồi. Rồi tên này thì được 5 hộp này. Tên này thì được nhiều hòm hơn. Nhiều hòm hơn thì mình sẽ lấy bật lửa. Bật lửa để đổi thành đam đi. Thế cho nhanh. Lấy thêm tí hồi máu không? Hay là hút máu không? Hút máu cũng được. Lấy thêm cái hút máu ấy. Đây. Hai cái. Pick up rain.
một giáp đi cho nó đỡ âm. Đấy, một giáp đỡ âm là ok rồi đấy. Bây giờ chắc là mua thêm cái gì, mua thêm cái xích nữa thì mua thôi. Mua thêm cái xích à? Xích 233 cả. À, đủ tiền mua mỗi cái xích ạ. Rồi, mua thêm này nữa, ok. Nhào vô xem nào. Ui giời, ui giời. Ui giời, ui giời, ui giời, ui giời, ui giời. Ui giời, ui giời. Làm tọt thế nhở. Nhào vô kiếm ăn đi. Ôi giời ôi, ôi giời ôi, ôi giời ôi. Thôi bắn nhanh thế. Bắn siêu nhanh luôn ấy. Đứng im sấy cũng được. Khẩu này bắn ảo thật ý. Công nhận. Đi nhặt ít material cái đã. Còn hai quay nữa cơ mà. Sổ sổ nó xả kìa. Khẩu này nhìn cái khả năng xả đạn của nó kinh khủng thật ý. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. À ừ. À, à không. Mình đã định nói cái gì nhỉ? Quên mất tiêu luôn ấy. Lú thật, lú thật. Giờ thì lấy cái gì ta? Lấy sừ nó hồi máu hay cái gì đi. Bây giờ chả lấy cái gì hơn. Hay là lấy mấy cái này chưa? Mấy cái này chưa? Không cần lấy. Mấy cái dưới này thì thôi. Giờ lấy thì lấy cái xích này thôi chứ còn chả biết lấy cái gì cả. 3 năm dài này, tiếp tục quay 19 luôn, chả cần phải mua đồ. Tầm này mua đồ cũng vô dụng mà thôi. Ôi, bắn như thế này rồi thì cần gì phải mua đồ nữa các bạn. Bắn lên đến 2000 mấy đam như này thì thôi, không cần phải mua đồ nữa đâu. Mua đồ thì nó tốn thời gian thôi. Ui trời, xả đạn này. Xả đạn ghê người luôn ấy. Đỡ thế nào nổi. Úi xồi. Úi xồi, úi xồi. Làm sao mà đỡ được. Làm sao mà đỡ được. Úi xồi ôi. Úi xồi ôi. 2520 đam. Kinh khủng ấy. Cái này lượng đam như thế này tí nữa bắn boss thì hai con boss ra thì 2 giây. Đúng 2 giây thôi. Không nói nhiều. 2 giây là xong hai con boss. Bắn sợ thật đấy. Úi xời. Mỗi lần nó bắn ra hàng ấy, mấy viên đạn cơ chứ không phải là một viên. Cho nên là cũng rất cực kinh luôn ấy. Bình thường là bắn là chỉ ra được một viên đạn thôi. Đây nữa ông ấy bắn mấy viên đạn luôn. Nào quay 20 các bạn ơi. Để xem mình giết quái trong vòng mấy giây nhá. Quái đâu. Úi xời. Úi xời ơi. Quái chưa kịp nhìn thấy mặt mình thì đã chết luôn rồi. Sợ thực sự đấy. Kinh khủng. Ở súng này bắn nói chung là nhìn cũng thích các bạn nhỉ. À, bắn nói chung là bắn cũng không gọi là mạnh lắm đâu. Đam biết cái thứ thì cũng bình thường nhưng mà được cái là nó bắn 6 phát đạn một liền một lúc. 6 phát đạn liền một lúc các bạn ạ. Bắn thì cái âm thanh của nó bắn nghe cũng khá là thích. Đó, nói chung là cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. À, đây là video mình làm về khẩu súng E33 Blaster Carbine. Đó, và con nhân vật ở trong mod có tên là Boba Fett. À, nếu như các bạn thấy thú vị hãy để lại cho mình một like và một subscribe kênh. Và đừng quên comment xuống phần bình luận về nội dung kế tiếp mà các bạn muốn xem nhé. Bye bye, xin chào mọi người. See you again later.